Những cơn hân hạnh chào đón quý vị và các bạn trở lại với chương trình Từ Ánh Mắt Đến Trái Tim của Hội Trai Xinh Gái Đẹp Nagoya Japan lần thứ tư. Thưa quý vị, tình yêu luôn cho chúng ta nhiều cung bậc cảm xúc. Người thì hạnh phúc mỹ mãn, người thì đau khổ tuyệt vọng. Là thư nghiên cứu sắp đọc lên đây cũng lắm đắng cay. Chuyện về một người con trai miền Nam phải lòng một cô gái miền Bắc. Và để bảo vệ hạnh phúc cho người yêu, anh ấy xin được phép giấu tên Nagoya Đêm Buồn. Em à, vậy là chúng mình xa nhau hơn 6 tháng rồi. Người ta thường nói thời gian trôi qua nhanh, mà sao với anh nó dài đằng đẵng. Nhớ lại, ngày anh tiễn em ra sân bay, em vừa bước vừa khóc như một đứa trẻ. Anh cố gượng an ủi, nhưng khi dáng em xa khuất vào trong, anh đã rơi nước mắt. Ngày hôm ấy, anh thẫn thờ trở về căn phòng nhỏ, nơi tổ ấm của chúng mình, lặng nghe một nước hoa và hình ảnh của em còn đọng lại. Anh nhớ từng cử chỉ, từng câu nói, tiếng cười. Vì lời hứa em sẽ chờ đợi anh về, chúng mình làm đám cưới, sẽ bên nhau suốt đời mà anh đã cố gắng rất nhiều. Người ta bảo tình yêu dù ngắn dù dài, về đến Nội Bài là chấm hết. Nhưng anh đã bất chấp tất cả để yêu em. Và rồi món quà anh nhận được từ em là tin em lấy chồng. Em bảo giờ bà nội yếu, gia đình em không muốn cho em làm dâu miền Nam xa xôi. Nghe em nói anh càng thêm hụt hẫng. 2 năm qua, cha mẹ hai bên vẫn luôn điện sang hỏi thăm, bảo chúng ta phải chăm sóc, yêu thương nhau. Mà anh có lần tâm sự, con trai à, nghe nói ngoài Bắc nấu ăn không cho nhiều đường như miền Tây mình, rồi ba mẹ cũng tập ăn dần cho hợp khẩu vị với con dâu. Ba anh kể, thỉnh thoảng mẹ mang hộp nữ trang ra ngắm, rồi bảo nôn nao tới ngày đeo cho em. Cạnh nhà mình có mấy cây sầu riêng, lúc còn sống nội anh chồng. Tới mùa trái chín, từ đầu trên xóm dưới ai cũng khen thơm. Nhưng nghe kể, em không thở nổi với mùi sầu riêng, ba anh đốn hết chất vào rượu củ cưới luôn. Em biết không, mẹ anh sợ đi tàu xe, nhưng mỗi khi nghe bàn tới chuyện ra Bắc đón con dâu, mẹ anh hăng hài lắm. Nếu không có gì thay đổi thì cuối năm nay mình cưới rồi. Quê anh đãi tiệc 3 ngày, vì muốn tiệc cưới của chúng ta được tươm tất, ba mẹ anh đã lên lịch chuẩn bị rất chu đáo. Anh thật không muốn nói gì nhiều, sợ làm vướng bận bước chân em. Thật, cho tới giờ phút này anh vẫn còn tin yêu em lắm. Suốt mấy tháng em về, chúng ta liên lạc với nhau rất ít. Em bảo mới về chưa quen thời tiết, phần lo phụ ba mẹ trông coi cửa hàng nên em mệt. Hàng ngày anh chỉ lặng lẽ nhắn tin rồi đợi em hồi âm, cũng không dám gọi nhiều. Giờ thì mọi thứ đã sụp đổ. Dù anh không cam tâm, anh giận lắm, đau lắm, nhưng anh vẫn muốn em hạnh phúc. Anh không trả lời tin của em là vì anh không muốn em bị phân tâm. Hãy chuẩn bị hành trang làm vợ người ta thật hạnh phúc nha em. Còn những gì em đang giữ, em hãy xem đó là phần quà cưới mà anh trân trọng dành cho em. Anh không nhận lại. Anh nhớ thời điểm chị Loan góp ý chuẩn bị thủ tục cho chúng ta kết hôn tại Nhật. Nhưng sáng hôm sau em nghỉ, em bảo em không thích, em muốn chúng ta bắt đầu mọi thứ ở Việt Nam. Anh cũng cảm thấy buồn, nhưng vì quá yêu em, anh chiều theo ý em. Giờ đây anh hy vọng quyết định của em là đúng đắn. Anh mong người ấy luôn tốt và yêu thương em như anh đã từng. Thưa quý vị, sau đây là bài hát Được Tin Em Lấy Chồng, tác giả Châu Kỳ, sẽ do Quán Quân Giọng Ca Vàng 2018, chương trình tìm kiếm tài năng ca nhạc Việt của sự kiện Japan tại Nagoya, ca sĩ Văn Lê thể hiện. Kính mời quý vị cùng thưởng thức.
tin em lấy chồng, lòng anh buồn biết mấy. Được tin em có chồng, chắc người từ đôi, còn thương tim khôn nguôi. Giờ em đi lấy chồng, còn đâu mà trông ngóng. Đẹp duyên em với chồng, xây cuộc đời đắm mắm. Thưa quý vị, trong câu chuyện kể ở Người Đi không biết ai buồn hơn ai, nhưng những cảm thấy ngưỡng mộ cách ứng xử đẹp của người anh trai miền Tây này. Hy vọng người bạn nữ sẽ hạnh phúc và anh trai cũng sẽ sớm tìm được một nửa còn lại. Duyên là do trời định, nợ là do mình tạo. Nếu đã cố gắng mà không đến được với nhau, thì hãy cầu chúc cho nhau những điều tốt đẹp nhất. Vâng, Nhím Kiêu đại diện cho hội trai xinh gái đẹp Nagoya Japan xin chúc tất cả quý vị một buổi tối an lành và hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những chương trình lần sau.